Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Những khoảnh khắc bá đạo của con gái Lâm Chấn Khang. Tina Bồi, con gái út nhà Lâm Chấn Khang lại khiến nhiều người hâm mộ cười ngất với loạt khoảnh khắc bá đạo. Tina Bồi, con gái út của Lâm Chấn Khang, được xem là ngôi sao nhí trên mạng xã hội. Sau khi chính thức lộ diện, nhóc tì nhanh chóng được cư dân mạng khen ngợi vì vẻ ngoài bụ bẩm và đáng yêu. Không những vậy, Tina còn khiến khán giả cười xỉu vì những khoảnh khắc lầy lội, từ dáng ngồi ăn đến dáng ngủ đều hết sức bá đạo. Vừa qua, Kim Jun Si đăng tải hình ảnh bé Tina trên fanpage nhóc tì. Khoảnh khắc ái nữ ngủ nhưng giơ chân lên cao khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả. Bà xã Lâm Chấn Khang cũng trêu con gái, ha ha, con gái em ngủ tướng bá đạo. Trên từng hạt gạo, mẹ sợ con rồi đó Tina. Bên dưới bài đăng, người hâm mộ cũng hưởng ứng theo Kim Jun Si. Nhiều mẹ bỉm sữa đồng tình vì con gái nhà mình khi ngủ cũng chẳng nằm yên. Như thế ai còn nói đẻ con gái cho Thùy Mỹ nết na hẳn là sai lầm. Vợ chồng Lâm Chấn Khang thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu và hài hước của con gái. Tiểu công chúa có thói quen ngọ ngoại đôi chân, thậm chí gác chân lên người bố khi nằm xem YouTube với nhau. Cư dân mạng rêu Tina trông như chị đại nhí. Thói quen gác chân của Tina được thể hiện ở mọi lúc mọi nơi. Không chỉ có dáng ngủ bá đạo, khoảnh khắc ngồi ăn của Tina cũng nhiều lần gây sốt mạng xã hội. Con gái cưng của Trần Hạo Nam trong lúc đợi đồ ăn đã gác chân lên chiếc xe đẩy. Dân tình trêu chuẩn con gái miền Tây. Bé Tina phát triển tốt, nay đã mọc vài chiếc răng. Trong một bức ảnh do mẹ chụp lại, nhóc thì cười tươi nhăn mặt, há miệng khoe răng mới nhú trong cơn xỉu. Đôi mắt híp lại tiếp tục trở thành vũ khí đốn tim khán giả. Hay một khoảnh khắc đội nón lá chuẩn cô gái vùng quê của Tina cũng được dân tình mê mẩn và khen ngợi hết lời. Vợ chồng Lâm Chấn Khang tích cực chia sẻ hình ảnh bé Tina đến mức bị nhóc thì chiếm sóng. Những bài đăng liên quan đến con gái đều thu về lượng tương tác lớn. Với đà này, cư dân mạng cho rằng ái nữ nhà nam ca sĩ sẽ dễ dàng bước chân vào showbiz. Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.